Chào các bạn, thưa quý vị và các bạn, trên fanpage chính thức của đội tuyển Thái Lan đã cho đăng tải bài viết lên dây cót tinh thần cho các cầu thủ trước khi bước vào cuộc đại chiến với Việt Nam. Không chỉ các cổ động viên của Việt Nam và Thái Lan, cả Đông Nam Á đang rất chờ đợi cuộc đại chiến giữa hai cường quốc bóng đá trong khu vực tại vòng loại World Cup 2022 ở khu vực châu Á. Bóng đá Việt Nam từng ở một khoảng cách rất xa so với Thái Lan, nhưng vị thế hiện tại nay đã khác. Dưới triều đại của ông Park Hang-seo, thành tích đối đầu của đội tuyển Việt Nam với các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á là vô cùng ấn tượng. Những chiến binh sao vàng vẫn chưa phải nhận bất kỳ một thất bại nào và áp đảo về số trận thắng. Tính riêng với Thái Lan, các đội tuyển Việt Nam dưới thời dẫn dắt của nhà cầm quân người Hàn Quốc đang có thành tích toàn thắng. Tại giải đấu giao hữu M150 Cup 2017, Công Phượng đã tỏa sáng mang về chiến thắng 2-1 với một cú đúp. Đến vòng loại U23 châu Á 2020, đội tuyển U23 Việt Nam dễ dàng đè bẹp Thái Lan với tỷ số 4-0, hay trận đấu gần nhất là chiến thắng 1-0 tại Kings Cup 2019. Thái Lan từng được coi là đối thủ kỵ dơ của Việt Nam, nhưng hiện tại thì không. Trên fanpage chính thức của đội tuyển quốc gia Thái Lan đã viết: "Mọi lời chỉ trích, mọi lời chê bai đều đã dành cho chúng ta. Chấp nhận nhưng không được từ bỏ. Kỷ nguyên mới của bóng đá Thái Lan sẽ mở ra ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Đội tuyển quốc gia Thái Lan đối đầu với đội tuyển quốc gia Việt Nam ngày 5 tháng 9 tại sân vận động Đại học Thammasat." Thái Lan đã chấp nhận những thất bại gần đây trước đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, họ đang có niềm hy vọng rất lớn mang tên Akira Nishino, vị chiến lược gia từng đưa đội tuyển Nhật Bản vượt qua vòng bảng ở World Cup 2018. Mục tiêu hàng đầu của ông Akira Nishino không gì khác chính là đánh bại tuyển Việt Nam để đòi lại vị trí số 1 ở Đông Nam Á của Thái Lan. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho ông Akira Nishino và đội tuyển Thái Lan trước cuộc đối đầu với Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT đã quyết định rời lịch thi đấu vòng 25 của Thái League diễn ra vào ngày 21 tháng 8 xuống ngày 2 tháng 10. Nhà cầm quân người Nhật Bản vẫn chỉ có khoảng 10 ngày để tập trung và chuẩn bị cho cuộc đọ sức với tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, các học trò của ông sẽ có thêm khoảng thời gian đáng kể để nghỉ ngơi trước khi bước vào cuộc đại chiến của bóng đá Đông Nam Á. Nhằm chuẩn bị cho cuộc đại chiến với tuyển Việt Nam vào ngày 5 tháng 9, mới đây, huấn luyện viên Akira Nishino đã chấm 3 cầu thủ trẻ cho đội tuyển của mình. Ông Akira Nishino đang tích cực làm việc kể từ khi chính thức ra mắt cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Thái Lan. Mới đây, tờ Sia Sport, tờ báo nổi tiếng về thể thao của Thái Lan đã tiết lộ tân thuyền trưởng người Nhật Bản đang nhắm đến 3 cầu thủ trong độ tuổi U23 đôn lên đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho màn ra mắt tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Gongon là gương mặt đầu tiên được ông Akira Nishino để ý. Thái Lan dự kiến sẽ công bố danh sách 30 tuyển thủ cho vòng loại World Cup 2022 vào ngày 26 hoặc 27 tháng 8, trước khi rút gọn xuống còn 23 thành viên theo quy định của FIFA. Hiện tại, Gongon là gương mặt nổi bật của Samut Prakan, đội bóng đang cạnh tranh ngôi đầu bảng Thái League với Buriram United khi có cùng 35 điểm. Mùa giải này, Gongon nổi bật trong vai trò cầu thủ chạy cánh. Anh cũng đã chơi tốt ở vị trí tiền đạo, vừa cùng U23 Thái Lan tham dự Millennium Cup ở Singapore. Gương mặt thứ hai là Anon, một cầu thủ cũng rất đa năng ở hàng tiền vệ. Anon có vai trò quan trọng với Bangkok United, hiện xếp thứ 3 tại Thái League tính đến trước vòng 20 và là ứng viên cho danh hiệu vô địch. Ở AFF Cup 2018 và Kings Cup 2019, Anon đều được gọi vào đội tuyển Thái Lan nhưng bị loại khi rút gọn danh sách. Ông Akira Nishino đánh giá cao sự linh hoạt của Anon, cầu thủ 21 tuổi này đã tốt ở vị trí tiền vệ cánh cũng như tiền vệ công. Trường hợp còn lại không xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, đó là Subhachok Sarachek của Buriram United. Subhachok Sarachek từng có 3 trận đấu cho Thái Lan. Trong màu áo U23 của Võ Chiến, anh từng ghi bàn vào lưới U23 Việt Nam ở M150 Cup năm 2017. Mới đây, Subhachok Sarachek từng có tên trong đợt triệu tập đội tuyển Thái Lan dự Kings Cup 2019, sau đó được cho xuống làm thủ lĩnh ở U23 dự Millennium Cup, nhưng rồi anh vắng mặt. Subhachok Sarachek là niềm tự hào của bóng đá Thái Lan, cũng là một trong những nguyên nhân đã khiến cho Lương Xuân Trường phải rời Buriram United.
ông Akira Nishino đang tích cực theo dõi các trận đấu ở Thai League và cả những buổi tập của toàn đội bóng ở hai hạng chuyên nghiệp cao nhất của bóng đá Thái Lan để tìm ra những nhân tố mới đấu Việt Nam. Cuộc thư hùng ở Đông Nam Á giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan đang ngày một nóng lên. Tương phản với tuyên bố sẽ thắng Việt Nam của tân huấn luyện viên trưởng người Nhật Bản, ông Akira Nishino, thì giới chuyên môn của Thái Lan tỏ ra khá thận trọng và kiêng dè thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong phát biểu ngày nhậm chức, tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan, ông Akira Nishino đã nói thẳng và đốn tim người hâm mộ bóng đá nước này với cam kết: "Tôi biết Thái Lan vừa thua Việt Nam tại King's Cup và quyết tâm đòi lại vị thế số 1 ở Đông Nam Á từ tay đối thủ này. Mục tiêu của tuyển Thái Lan là đánh bại đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 vào ngày 5 tháng 9 tới đây." Là một chiến lược gia chuyên nghiệp và đẳng cấp, ông Nishino rất tâm lý khi muốn kích thích tinh thần chiến đấu của các học trò ngay buổi ra mắt. Thế nhưng, bóng đá Thái Lan và cả Đông Nam Á không thật sự đơn giản như những gì mà ông Akira Nishino lầm tưởng. Tương phản với phong cách tự tin, quyết thắng của ông Nishino, các quan chức Liên đoàn bóng đá Thái Lan tỏ ra khá thận trọng. Dù rất muốn phục hận đội tuyển Việt Nam ngay lập tức, nhưng Chủ tịch FAT ông Somiot đã rất tỉnh táo cho rằng Thái Lan nên tôn trọng tất cả các đối thủ ở bảng G, không được phép đánh giá thấp bất kỳ đội bóng nào. Về cuộc tái đấu với đại kình địch Việt Nam vào ngày 5 tháng 9 tới đây, ông Somiot đã cảnh báo đây là trận đấu cực kỳ quan trọng cho cả hai đội. Đội tuyển Thái Lan không được để cảm xúc lấn át lý trí, đừng bao giờ có suy nghĩ phục thù hay phải thắng bằng được. Thật ra, ông Somiot không khiêm tốn và thận trọng là không được. Chỉ chưa đầy 2 năm mà bóng đá Thái Lan liên tục nhận trái đắng từ thầy trò ông Park Hang-seo. Tổng cộng, ở cấp độ đội U23 và đội tuyển quốc gia, Việt Nam đã thắng Thái Lan đến 3 lần. Nếu thắng 1 lần, có thể do may mắn, 2 lần do thần may mắn song hành. Nhưng thắng lần thứ 3 thì chỉ có thể xuất phát từ yếu tố chuyên môn mà thôi. Về mặt nào đó, có thể nói ông Park Hang-seo đang là khắc tinh của bóng đá Thái Lan. Nguyên nhân sâu xa đã khiến cho người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Thái Lan thận trọng và vô cùng kiêng dè đội tuyển Việt Nam xuất phát từ bài học cay đắng tại King's Cup 2019. Cả nền bóng đá đất nước Chùa Vàng đều nghĩ sẽ ăn chắc Việt Nam, nhưng khi vào trận thì lại bị phản đòn và áp lực tâm lý ngàn cân đã khiến cho các cầu thủ căng cứng, mất bình tĩnh, chuyển sang lối đá chặt chém, bạo lực và thất bại cay đắng 0-1 trước thầy trò ông Park Hang-seo. Ông Akira Nishino là một chiến lược gia nổi tiếng, đẳng cấp và dày dạn kinh nghiệm. Tuy nhiên, ông Nishino cũng thừa nhận muốn điều chỉnh, thay đổi hệ thống một nền bóng đá như Thái Lan phải thực hiện từng bước và cần có thời gian. Đây là bất lợi của ông Nishino so với các đồng nghiệp Park Hang-seo của Việt Nam, Tan Chang Hui của Malaysia, Simon McManamy của Indonesia. Cả ba vị thuyền trưởng này đều nắm rõ Đông Nam Á và đã quá quen thuộc với các đối thủ. Nhiều huấn luyện viên đã tuyên chiến, khiêu khích với ông Park Hang-seo và đã nhận kết quả rất cay đắng. Ông Akira sẽ là nạn nhân tiếp theo của ông Park Hang-seo hay không? Câu trả lời sẽ được hé lộ vào ngày 5 tháng 9 khi tới Thái Lan chạm trán với Việt Nam trong trận derby số 1 ở Đông Nam Á tại vòng loại World Cup 2022 ở khu vực châu Á. Trong khi ông Akira Nishino hứa sẽ thắng Việt Nam trong trận derby chờ đợi nhất ở Đông Nam Á, thì ông Park Hang-seo như thường lệ vẫn lạnh lùng và phớt lờ. Thay vì dành thời gian nổ bom như người Thái, ông Park lại bận rèn quân uốn nắn các gương mặt mới trong thành phần U22 Việt Nam để chuẩn bị cho mục tiêu săn vàng ở SEA Games 30 tại Philippines. Có vẻ như thầy Park không hề xem trọng đối thủ Thái Lan ư? Không, thật sự là ông Park Hang-seo muốn thi đấu sòng phẳng với đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan. Và điều này đã được Liên đoàn bóng đá Thái Lan hậu thuẫn bằng cách lùi lại lịch thi đấu ở V-League để cho ông Park có quỹ thời gian 10 ngày đại chiến với người Thái. Việt Nam dưới thời vị thuyền trưởng người Hàn Quốc đã trở thành khắc tinh với Thái Lan bằng 3 trận thắng ở cấp độ U23 và đội tuyển quốc gia. Thái Lan tự hào về thành tích đối đầu trong quá khứ, trong khi Việt Nam chiếm ưu thế áp đảo trong các cuộc đấu trực tiếp trong gần 2 năm qua. Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa Thái Lan và Việt Nam, không chỉ thời gian hội quân mà còn liên quan đến sân vận động. Do sân Raja Mangala đang được sửa chữa và nâng cấp cho vòng chung kết U23 châu Á 2020, nên trận Thái Lan-Việt Nam ngày 5 tháng 9 sẽ được tổ chức tại sân Rashid thuộc Đại học Thammasat. Bất lợi của Thái Lan là sân Rashid chỉ có sức chứa 20.000 khán giả,
so với gần 50.000 chỗ ngồi tại Raja Magala. Việt Nam cũng chẳng khá hơn khi sân Mỹ Đình đang xuống cấp về mặt cỏ và VFF nhiều khả năng sẽ chọn một sân khác để tổ chức trận đấu tại vòng loại World Cup 2022. Như vậy, cả Việt Nam và Thái Lan đều có quỹ thời gian hội quân là 10 ngày chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 vào ngày 5 tháng 9. Người Thái thông qua ông Nishino muốn đánh canh bạc tất tay với Việt Nam, trong khi ông Park Hang-seo dù không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào cũng không hề e ngại bảy voi chiến. Người hâm mộ bóng đá nước nhà có thể an tâm với thầy trò ông Park Hang-seo bởi quá khứ cho thấy dù là trận giao hữu, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc đều xua quân lên đá với quyết tâm chiến thắng. Người Thái vẫn nóng và thẳng thắn bày tỏ mục tiêu phục hận Việt Nam, đòi lại danh hiệu tự xưng King of Asian, giống như hồi King's Cup. Ngược lại, thầy Park và đội tuyển Việt Nam vẫn lạnh lùng, phớt lờ để thực hiện những toan tính riêng nhằm có lần thứ tư đánh bại Thái Lan. Người hâm mộ bóng đá ở khu vực Đông Nam Á đang nóng lòng chờ đợi ngày 5 tháng 9. Tân huấn luyện viên trưởng Akira Nishino có hoàn thành lời hứa phục hận Việt Nam một lần nữa hay không? Hay lại giống như cựu huấn luyện viên Shinichi vừa bị vạ miệng và ngậm ngùi trước phù thủy Park Hang-seo?